Thưa quý vị, đại diện vụ an toàn giao thông Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 15 tháng 8 khi hệ thống cân xe tự động trên quốc lộ 5 bắt đầu hoạt động, lượng xe quá tải trên quốc lộ 5 giảm mạnh so với trước đây. Sau 3 ngày đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 8 đến nay, hệ thống cân xe tự động trên quốc lộ 5 đã kiểm tra hơn 8.098 xe, phát hiện 22 xe vi phạm vượt tải trọng đến 20%, 2 xe vượt 30%. Như vậy, xe quá tải trên tuyến này đã giảm 21 lần, từ 6,4% còn 0,3%. Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, hệ thống cân quá tải tự động hoạt động không phải để xử phạt, mà có mục đích răn đe các xe vi phạm, bảo vệ hạ tầng giao thông. Những xe quá tải được phát hiện từ hệ thống cân tự động sẽ được chuyển đến Cục Quản lý Đường bộ 1 để rà soát, sau đó sẽ gửi số liệu vi phạm cho thanh tra giao thông các địa phương dọc tuyến quốc lộ 5 để phạt nguội. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo thanh tra giao thông xác minh, kiểm tra nội dung việc hai ô tô khách chèn ép nhau gây bức xúc dư luận. Căn cứ vào tài liệu thu thập, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, theo video clip được đăng tải, xe khách của nhà xe Phú Quý đang lưu thông trên quốc lộ 1A khi đi đến địa phận xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, bất ngờ bị xe khách của nhà xe Liên Hội chèn ép, đánh võng ngay phía trước đầu xe với mục đích không cho vượt. Sự việc được người dân đi đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Rất nhiều người khi xem clip đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động coi thường tính mạng người dân, coi thường pháp luật của tài xế điều khiển xe của nhà xe Liên Hội, biển kiểm soát 36B00618.